Video này chỉ mang tính chất giải trí và không hề có ý cổ suý cho mọi hành động xấu hay đi ngược lại với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tựa game Super Bunny Man. Nói không? Nói không? Múa thấy không? À! Nhảy. Sam ơi, cái chân. Ôi. Nhảy. Không đi chơi nha. Chơi Roblox thì hãy ghé vào ngay shop phongcantv.net để có thể mua được acc Roblox giá siêu rẻ và siêu VIP. Không những vậy, các bạn có thể mua được Robux với giá siêu rẻ kèm những mini game vô cùng hấp dẫn. Ghé ngay shop Roblox giá rẻ uy tín phongcantv.net. Rồi, ok, chúng ta cùng nhau đến với trận đầu tiên nào bạn ơi. Ủa Sam ơi, Sam là con màu nào ấy? Tôi là con hồng nè, hay tóc tôi hồng nè nên tôi chọn hồng nè. Yeah. Đây đây. Ôi có cái bóng gì nè. Ồ, đây đây đây. Hình như là mình phải nhặt cái củ cà rốt này đúng không? Rồi đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ở đây đây đây. Ê, Phong Phong. Ê, Phong qua được rồi, Phong, 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 Phong. Rồi. Sao? Rồi, tôi đây. Dễ, tôi trò này là phải cái sự đụng độ lên cao nha các bạn. Rồi. À, rồi, tiếp, tiếp, tiếp. Như ok. Này, thỏ xuống đó là đi nha, đai nha, không thấy không? Tôi là con màu vàng, Sam là con... Cái gì vậy Sam? Sao Sam téo hoài vậy? Còn mình Phong nè, còn mình Phong nè, còn mình Phong nè. Đạp lên. Đạp chỗ nào? À đây đây đây. Ok ok. Để Phong. Này thấy không? Mình Phong cánh tim mấy bạn ơi. Yeah. Hay vô. Ghê không? Ghê không? Ghê không? Phong cánh tim mà. Đó. Ui. Ui. Té lại. Ê. Em khôn chưa? Từ từ, bình tĩnh. Bị kẹt rồi. Nhảy lên. Rồi. Nhảy lên. Nhảy. Ghê không? Ghê không? Ủa làm gì? Ê. Ok. Ê. Rồi. Đây. Ủa sao hay dữ vậy? Ủa rồi bây giờ mình đi đâu? Khoan từ. Đường đi chỗ nào ta? Ở dưới này hả? Ủa? Không phải. Ủa vậy chỗ nào? À. Nó có rồi. Xin lỗi sao Phong cười. Không vui vậy. Phong cười sao ơi, Phong cười. Khó nha, khó nha. Thôi thôi thôi. Đừng đàm tôi nữa. Xin lỗi, Sam là con màu hồng đúng không? Phong con màu vàng nè. Từ từ, tại nãy Phong vậy? Phong nhìn nhầm, Phong là Sam. Ê! Rồi sao Phong bị hút vô rồi Sam ơi? Ủa vậy sao? Vậy sao tôi đi? Đi đi, đi đi. Cái gì vậy? Mà lan xuống luôn vậy. Đây đây. Đó. Ê! Sam ơi cứu Phong. Sam ơi cứu Phong. Đi tôi, đi tôi. Sam qua, Sam nắm cái chân của Phong, Sam kéo lên được không? Cứu, 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 nhanh, 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 nhanh. Nhảy. Rồi. Sao bà đạp tôi xuống vậy? Nắm vô cái chân của Phong. Nắm đấy. Xíu nữa, xíu nữa. Còn xíu nữa mới dính. Còn xíu nữa dính. Rồi ok, kéo đi. Kéo đi. Kéo. Trời ơi, cay á. Từ từ. Ông cho tôi nắm cái giòn cái coi. Đây, đây, đây. Đó, nắm đây. Rồi, đi. Hay da. Phong cho. Rồi, giờ đẩy ra. Rồi. Đẩy ơi. Ủa, đẩy đi. Đẩy liên tục luôn. Đẩy liên tục luôn. Không được. Thôi mình lăn đi, mình lăn đi. Thay gì mình đi, mình lăn đi. Đúng rồi. Rồi cẩn thận nha, cẩn thận bị kéo đi đó luôn á. No. Có màng ha, có đúng rồi. Không không. Mình phải lấy cái củ cà rốt hiểu không? Yeah. À. Lại. Nè bây giờ nè. Sam nắm vô cái chân của Phong nè. Rồi. Nắm vô chân của Phong. Nắm vô cái chân của Phong. Rồi. Nắm vô. Bà cắm cái đầu em. Nhanh lên Sam ơi, nhanh lên. Đây, giờ tôi biết cách đi rồi. Đói chưa? Ok ok, rồi đi lên. Đó, nè, lên nè, giờ đi nè. Ôi trời ơi. Ê. Ôi, Phong vô rồi. Đó thấy không? Thấy chưa? Ê, hình như là mình phải lấy cái củ cà rốt từ nãy giờ Phong với Sam của tàn qua không mà chưa lấy củ cái củ cà rốt. Mình sai đúng không? Đúng rồi, cái luật lệ nó phải vậy. Ờ, ok ôm nhau đi nè. Đi đi Phong ơi. Bà bỏ tôi ra. Ủa em mà nắm vô người tôi làm gì? Cái này dễ lắm, Sam chỉ cần lăn thôi là được rồi. Biết thấy không? Ôi no. Được. Rồi sao con bị hút vô rồi? Chưa kịp lấy củ cà rốt. Để rồi. Lấy cho. Sam lấy đi, Sam lấy đi. Lăn lên. Đúng rồi, hay quá. Rồi tiếp. Nhiệm vụ làm trò vậy? Ê. Cái gì vậy bà nội? Sao làm gì vậy sao? Sao bà cứ nắm vô người tôi hoài vậy mà bỏ tôi ra coi. Các bạn đây. Té bây giờ nè. Trời ơi.
Sam đừng có nắm cái người Phong. Cà rốt đâu, kìa, không có cà rốt. Vậy chắc là cái củ cà rốt nằm trên đây. Rồi để Phong lên lấy ra. Sao ông đạp tôi? Ông đạp tôi hả? Nào, Phong đâu có đạp Sam đâu. Phong lệch chân mà. Nãy ông đạp tôi. Này lên sao? Đây. Đó, ghê không, thấy Phong ghê không? Đây. Đó, ghê không. Ui, ghê không? Ủa sao? Đây, Phong lên nè. Ok rồi. Đây, để Phong lấy cái củ cà rốt. Ok rồi, xuống, đi, bây giờ đi thôi, giờ chỉ cần đi thôi. Đi. Chưa nắm. Thôi không cần, Sam không cần nắm, nó khó đi lắm. Sam bỏ ra, mình tự đi nó nhanh hơn. Rồi, ok. Đói không? Búa thấy không? Rồi xong, hình như là mất cái củ cà rốt là nó sẽ mất luôn cái cổng rồi sao á. Thua. Trời ơi, tôi nói là nắm tôi đi mà. Không, mình nắm như người nhau, mình nhảy nó khó lắm. Đây, tôi lên lấy củ cà rốt cho. Từ từ, Sam ơi, Phong bị kẹt rồi. Làm cho gì kìa vậy? Bị kẹt rồi, ok, được. Mình lăn thôi Sam, cái này chỗ này dễ, chỗ này mình lăn thôi, được rồi. Để Phong lấy ra. Sao không tin tôi? Rồi đó, bây giờ mình nắm. Bây giờ, ok rồi, mình tự qua cho mấy anh. Đập ông nè. Rồi đi qua. Ui. Đó. Đi qua. Cố lên. Cái chân rớt của cà rốt, Ê. Ê, Sam ơi. Để tôi. Ôi, cái cổng biến mất rồi. Mất tiêu cái cổng rồi. Ê, bây giờ làm lại nè. Bây giờ mình nắm tay nhau không? Nắm tay nhau thật chặt. Đúng rồi. Đó, mình nắm tay nhau, đúng rồi. Diễn xiết luôn, đúng rồi. Hay. Ok, từ từ. Tay nhau. Ê, nắm cái đó đi. Đừng nắm tay tôi nữa, nắm cái đó đi. Từ từ. Để Phong lấy. Từ từ. Nhảy. Không. Nó khó quá, Phong không muốn. Xin lỗi. Rồi, để tôi lấy rồi, Phong ơi, đi thôi. Đây. Bây giờ không được té đó nha. Mình cầm cái củ cà rốt nó sẽ dài ra. Rồi. Nhảy đi Sam. Bấm liên tục luôn. Ok. Hay. Tôi thấy vậy lâu hơn Sam, mình lăn cho nhanh Sam ơi. Mình lăn. Đúng rồi. Mình để cái chân dài nè đó, mình lăn. Để cái chân dài lăn. Bây giờ Sam có tin Phong không? Sam để mình Phong ơi. Mình Phong giữ của cà rốt. Sammy chỉ cần nhiệm vụ của Sam là đi qua bên kia thôi là được. Ok. Rồi tin không? Để Phong nha. Bây giờ Phong leo lên trước đã. Rồi. Bây giờ để Phong nha, để Phong leo, Phong lấy cái củ cà rốt đã. Sam không cần lấy, Sam cần lấy để Phong mà. Đấy, Sam lấy với Phong nè. Vậy mà lên đó làm gì? Mình lên đó làm. Ủa dụ tinh thần nhông làm thấy không? Vô. Mà đẩy tôi à, tôi bị mất chớn rồi nè. Ok rồi. Sống lên. Đi ra ra, Sam đi ra, Sam đi ra. Rồi, ra. Nào, cái chân té bây giờ. Ờ, đây, để giao lưu. Sam mi ra chỗ khác, để Phong. Để tôi đi trước. Đó, rồi, ok. Đi ra chỗ khác. Sam mi lăn xa. Đá tôi cái. Rồi. Ê, đây Phong. Ai Phong tới đây, Phong lấy được cái củ cà rốt nè. Bây giờ nhiệm vụ của Sam là chỉ cần vượt qua thôi, còn Phong đi một mình được, đúng không? Ê, cái chân té. Đạp vô. Đúng rồi. Nhảy nè. Đó, Phong không qua được. Rồi, Phong qua được. Được Sam á. Cố lên. Đúng rồi, hay quá. Qua rồi. À, đau tim ấy à. Đau tim thật sự. Rồi tiếp nè. Ôi, chỗ này có gai hả? Ờ, chỗ này có gai nha, cái chân. Ôi. Rồi, xong luôn. Thôi, để tôi đi chung với bà. Trời ơi, trời với bạn ơi. Cẩn thận nha. Phải cẩn thận, cái chỗ nó có gai đó. Ê, đó không? Phong qua được nè. Sammy chỉ cần lăn qua thôi, Lăn là được. Tin Phong đi. Lăn. Không thể nào tin bà được. Thôi, tôi tin. Lăn thôi, ok. Lăn thôi là được. Lăn thôi, chỉ cần lăn thôi là qua. Thấy không? Đó, qua được rồi nè, thấy không? Phong tới nè. Nhảy. Sam ơi, cái chân. Ôi, leo cây luôn ghê. Không, đâu có cố ý đâu. Xuống đây. Đây, tôi phải lấy củ. Phong đã nói là Phong không có cố ý mà. Rồi, ok. Nắm chân tôi. Đây, để Phong nắm chân Sam. Tôi đang leo lên. Leo lên rồi, ông mới nắm chân là sao vậy? Ê, cái chân. Ui, mày. Qua chưa?
Này không qua đây. Ui, đó, ghê. Rồi qua luôn. Qua luôn, qua luôn, rồi. Win rồi, qua luôn. Qua rồi. Lăn hơi được, lăn hơi được. Đó. 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 Yeah. Lần này tôi đã giúp Phong lấy cục rốt nha bạn. Yeah. Rồi, lần này Sam giúp Phong nha. Ok, rồi tiếp. Xin lỗi Sam ông cười. Cái trò là cái trò đùng đùi giống khói đá đó chứ nó gà vậy trời. Không phải. Không phải. Phong không phải cái Phong nhấn nút nhảy sao mới lỡ. Ông đá tôi ba lần. Này. Ủa tôi vẫn đá bà vậy. Đây, Phong qua nè. Ui, còn sống. Ui, ok. Tôi lên đây. Không xuống dưới kia, dưới lại dưới kia có cà rốt. À chứ có cà rốt. Đúng rồi, đi qua đây. Có chân gai. Có chân gai. Nhảy qua, xong phải nhảy qua. Nhảy đi. Alo. Nhảy. Thôi để Phong tự qua. Thôi, thua rồi. Để Phong chơi lại luôn cho. Đây. Khoan. Ơ kìa. Ông cười. Tôi nghiêm cấm ông tên Phong Cận TV cấm nhấn nút nhảy khi mà tôi mới xuất hiện. Được chưa? Rồi, vô đây. Đá ông này ghê bạn. Đá đi. Đá sao? Ui ôi. Đá được không? Từ trên này có cà rốt, mày ông xuống dưới kia là ông thua rồi đó. Thì Sam qua Sam lấy cái củ cà rốt đi. Ôi, wow! Phong đá tôi lên rồi. Tôi nãy Phong cần đá lên mà ăn đảo hả? Rồi, bây giờ đoạn này phải bình tĩnh rồi nha. Sammy phải tìm làm sao cách để có thể nhảy qua được cái này, hiểu không? 1, 2. Từ, mình lấy chân. Bình tĩnh, lấy chân, lăn rồi nhảy. Lại. Lăn, nhảy. Ờ kìa. Lại. Nhảy. Ui, cứ chân. Rồi, chuẩn bị nha, chuẩn bị nha. Căng thẳng quá. Rồi. Mà làm gì vậy? Nhảy. Ôi. Được. Lấy cái củ cà rốt. Đừng để té là mất á. Rồi lấy rồi xuống. Đúng rồi. Có chân nha, bên dưới có hố, có chân nha. Bây giờ nè, Sammy đang giữ cái củ cà rốt đúng không? Bây giờ Sam leo người Phong đi, Phong đạp, rồi, Phong đạp Sam văng qua bên kia luôn. Ok. Leo lên. Ê! Ôi. Rồi qua được. Ê! Từ, con Phong. Lần thôi nha. Ê! Rồi được rồi. Xin lỗi Sam, Phong đi rồi. Không sao, tôi qua được. Tôi qua được là thắng đúng không? Không biết cái cánh cổng còn không nữa. Lỗi, làm lại. Bây giờ để Phong đi ở trên cho. Phong đi ở trên cho. Xin lỗi, Phong lỡ tay. Phong lỡ tay. Tôi ghét cái trò này, tìm cái bóng đá tôi không à. Nè, từ từ. Để tôi chạy ra. Rồi bây giờ Sammy xuống dưới đi, Rồi để Phong ở trên nè. Nhảy nè, đó không qua được nè. Rồi từ nha. Ôi vậy? Ê Sam, có chân nghẽ. Thôi té đi chơi từ đầu đi. Rồi, không qua được. Rồi, Sam xuống dưới. Rồi ok, rồi. Tạm coi Phong nè. Rồi. Sammy. Làm gì? Coi Phong nè. Ê. Ui, vẫn qua được thấy không? Yes. Làm gì vậy? Chắc mình chơi từ đầu. Ông muốn gì vậy? Tôi đâu có muốn đâu, tôi muốn nhảy nhưng mà ở chung với bộ. Lại. Rồi bây giờ làm lại lần nữa nha. Lần này mà không qua được nữa xóa game luôn. Hey. À, không qua được. Rồi, Sam ở dưới nha, Phong ở trên nha. Ok. Rồi. Sam coi không nè. Hey. Ủa. Lộn, lại nè. Hey. Ủa. Lộn. Lại nè. Hey. khó quá, cái đèn này khó quá. Lại. Tạm coi không nè. Hey. Đó, ghê không? Múa. Mình đẩy cái cà rốt mình xuống thôi được không? Rồi, mình xuống rồi. Không lấy được. Lăn không được rồi đó. Rồi, không xuống rồi. Cẩn thận nha. Ok. Đoạn này là không để thua nha. Rồi, Sam qua trước đi. Cẩn thận nha. Mình phải win. Không win nữa là xóa game. Ok. Nhảy. Rồi qua. Nhảy. Ok, qua. Ôi.
sáng qua nè, tới lượt Phong. Yes, thấy không tôi nói rồi, hôm qua tôi xóa kìa. Nhưng mà may là qua rồi. À, cái cục đỏ này là Sam dặm vô rồi nó bắn mình qua Sam. Đây nè. Ủa gì á? Số Sam rơi dưới rồi. Bây giờ Phong nói Sam nghe nè, để Phong giữ cái cà rốt. Cái củ cà rốt cho, đúng rồi. Bị cà lăm rồi. Cà lăm. Từ xin lui lại, xin lui nè. Rồi, ông đừng đánh tôi. Rồi bây giờ nè. Rồi. Lại nè. Đây. Cái này á là mình chơi phải gọi là mình phải quen tay mình mới điêu luyện được, thấy không? Sam thấy nãy giờ Phong rất là điêu luyện luôn á. Rồi bây giờ nè, Sammy nhảy lên người Phong đi, Phong đạp Sam một cái xong quay văng qua kia luôn. Hey. Ủa. Ui. Hey. Cái gì nguy hiểm vậy? Rồi Phong qua, Sam qua đi. Nắm của cái củ cà rốt rồi lăn lên cái cục đỏ đỏ kia, hiểu không? Rồi hiểu, sao nãy ông nói giữ cà rốt mà. Lăn mạnh vô. Từ từ. Mà lăn cái gì? Mà lăn cái gì vậy sao? Mà lăn cái gì vậy sao? Ủa lăn vậy rồi. Bây giờ nha. Phong có cái này hay hơn nè. Bây giờ một người, giờ Sam lấy củ của cà rốt, xong Phong sẽ đạp Sam văng qua bên kia, nó sẽ nhanh hơn. Nghe hợp lý đó. Ủa chơi gì Sam qua rồi? Để Phong. Thôi chơi lại đi. Mệt quá. Sammy phải từ từ thôi. Sammy phải nhảy qua. Đúng rồi, không có dặm vô cục đỏ đó. Nhảy qua đi Sam. Ôi, sao lại đạp Phong? Tôi lộn. Ơi. Ôi, cái chân. Rồi. Lụm. Giờ Sam phải lụm được cái củ cà rốt. Ê. Ôi. Ôi, rồi. Lụm đi. Cái gì à? Sam phải bình tĩnh đúng không? Sam đừng có sợ, cứ bình tĩnh thôi. Bình tĩnh. Đó, đúng rồi, hay. Đúng rồi, hay quá Sam ơi. Rồi Phong tới đây. Ok. Rồi. Từ từ. Nha. Phong đạp nè. Hay quá. Ghê không? Rồi. Qua. Win này. Ê, Sam ơi. Nằm im. Phong tới đây. Đây là cũng không cần cứu lắm. Ok, qua. Mày tưởng té rồi. Trời ơi, này đúng là cú đá của Phong là mạnh hơn mấy cái đó đi bạn. Đúng rồi. Cú đá của Phong mạnh vậy thôi. Cú đá sấm sét. Hey. Ok, bây giờ nè, Sam lấy cái củ cà rốt đi rồi Phong đạp sang qua. Ủa? Rồi, tôi qua rồi. Khỏi luôn. Coi nè. Đó. Phong không di chuyển được nữa. lại xin lỗi Sam, mày đặt gì tên làm màu là gì đó mà đâu có làm màu đâu, người ta không có làm màu đâu, người ta đang muốn gọi là thể hiện xíu không, nhưng mà ai về đâu té không mở gì. Sam nói gì Sam kêu Phong làm màu à, làm màu không? Trời ơi cứu tôi, trời ơi Phong lâu tới đây vậy, không qua nè Sam ơi. Qua đây chi, không phải qua đây lấy củ cà rốt chứ, qua đây chi. Rồi, bây giờ nè, Sammy để Phong thể hiện cho, từ nãy giờ Phong thể hiện ít quá, để Phong thể hiện cho. Quý, đó. Rồi, Sam em qua, xong qua đi. Sam nắm vô cái chân Phong nè. Tôi làm cái cầu thang không vậy? Từ. Giờ Sam đợi đó, em đợi đó, Sam đợi đó, để Phong. Rồi, đạp nè. Sao tôi làm cái cầu vậy? Sao tôi làm cái cầu? Ôi, nhà, bây giờ nha, để Phong lên kia xong Phong sẽ buông cái củ cà rốt ra, xong Phong sẽ rồi. kéo Sam lên nha, ok. Đúng rồi. Rồi, buông củ cà rốt ra nè. Rồi, kéo Sam lên đúng không? Rồi lên. Rồi. Đó. Yes. Thấy không? Rồi thông minh. Ê. Củ cà rốt gì vậy? Rồi, rớt củ cà rốt xuống dưới rồi. Bây giờ này nha. Sammy nắm chân Phong đi, Sammy nắm người Phong rồi, ok. Đạp. Thôi chơi lại đi. Thôi, mình khỏi cần cái củ cà rốt luôn Sam, mình về luôn. Ủa? Mà có cửa đâu vậy? Ở kìa. Sao Sam lại té? Ôi. Trời ơi, cửa nằm bên kia bà ơi bà. Xin lỗi. Xin lỗi ông nữa. Xin lỗi. Lỡ tay. Lại nè.
Ui. Đã ông ghê luôn. Lên lên lên, Sam Sam lên đi, Sam lên đi. Ông đâu muốn đâu, lỡ tay mà. Ông lỡ gì mấy chục lần. Lỡ trời. Lại lần nữa, lại lần nữa, lại lần nữa. Ôi trời. Nè. Ok kìa. Sam, cái này là cái mặt của Sam. Người ta khi mà xuất hiện đó, từ từ bình tĩnh, đứng yên nè. Ok rồi, lên nè, lên nè. Lên nè. À, lại nè, lại nè. Ủa? Ủa sao mà té hả? Lên nè, lên nè. Lại lại nè, lại nè. Ủa? Ê, không biết nha, không biết nha. Lúc đó tôi ở sai nha, tôi không biết nha. Khoan. Sam ơi. Ông phải đi, tôi mới dám đi, hiểu không? Sợ ông đá, hiểu không? Trời ơi, nói kỳ vậy, người ta chơi. Không phải kỳ với trơn, nó là sự thật, không hiểu không? Nó là sự thật. Ok, ok bạn. Đây, tôi lấy cái củ cà rốt cho bạn đi ra, để tôi làm cho. Đó. Rồi, không lấy được, không lấy được. Rồi, không lấy được, không lấy được, không lấy được. Phóng quá nè. Từ từ. Sam ơi, cứu Phong. Cứu Phong. Đừng đá, đừng đá. Cứu Phong. Cứu Phong, Sam ơi. Đừng đẩy Phong xuống nữa. Rồi, nhảy đi, nhảy đi. Rồi, hay quá. Hay quá. Quá tiếp. Quá luôn. Rồi, hay quá. Rồi. Rồi, cái gì? Từ từ sao hiểu không? Sao lặn qua nhanh quá. Từ từ để thôi, để nó mình phải từ từ. Giờ có chuyên môn các bạn. Ôi bắn tới đó luôn vậy. Phong quăng một phát một phong 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 phong. Rồi bây giờ Sam lấy cái củ cà rốt đi, rồi xong qua bên đây rồi bọn mình tính tiếp. Rồi ok, rồi qua rồi lên đây đây, để phong ông xích ra coi, ông xích ra coi. Thấy không, Phong nắm được người Sam thấy không đó. Rồi từ từ. À bây giờ nè, mình đưa thẳng cái chân ra, mình đưa thẳng cái chân, cái chân ra, mình giữ thẳng cái chân ra đó, mình lăn lăn đi Sam, lăn đi Sam. Lại đi Sam. Hay quá. Ok. Đúng rồi. Ok, level 9 này nha. Bây giờ chơi đến level 10 thôi nè. Ok. Ok. Nhìn tôi ngồi đếp xịp không? Tôi ngồi đếp luôn. Ok, rồi lại nè. Wow. Ghê. Tôi được Phong nè. Nghiệp là vậy rồi. Hey. Gì nè. Ôi. Hey. Đó, thấy không, ghê không? Trời ơi, tôi cũng... Lăn đi Sam! Dậy đi Sam! Dậy đi Sam, dậy đi! Dậy! Đúng rồi! Đây, cái củ cà rốt, Xuống! Đây! Sam buông chân Phong ra, Sam phải buông chân Phong ra! Tôi đâu có giữ đâu! Rồi! Bây giờ đi nha! Đạp đi! Đạp đi, đúng rồi. Lên. Đúng rồi. Ôi, cái này. Ôi, bay đâu vậy? Đây, bay đâu vậy? Từ, lăn hơi Sam, bây giờ mình lăn hơi được. Mình lăn hơi được. Rồi đang đây này, mình nhảy nè. Đó. Rồi. Ôi, lên. Ôi, từ đây. Đây đây. Ôi. Lên đi. Trời ơi, cái game này cay quá. Ok bạn ơi, và bây giờ thì mình đã chơi đến level 10 rồi. Và bạn nào muốn xem tiếp level tiếp theo, bạn có thể qua bên kênh của Sammy để coi nha. Ok, còn tôi chơi level 10 thôi, phần 2 bên kênh Sam nha bạn nha. Tôi la riết rồi, bây giờ tôi đau họng luôn rồi mấy ông ơi. Thôi, bye bye, tạm biệt, bye bye. Nhớ like, share và subscribe nha. Bye bye.